Giới thiệu với anh em một dòng nhớt HSK Racing Oil Super Racing 10W35. Cho nên những anh em nào mà cần về xa chia Winner, Ad Rider, Sonic và quay rim, cần một dòng nhớt tối ưu nhất để chịu nhiệt thì cái đây là một cái dòng nhớt về phẩm nhớt chịu được tất cả mọi thứ để anh em vận hành tốt nhất cho cục máy mình. Thì giá bao nhiêu? Giá 199.000, ship toàn quốc cho anh em bình nhớt 1 lít. Và đây là nhớt nhập khẩu nha anh em, được công ty hoàn toàn công nghệ của Gia Băng 100%. Đây là nhớt nhập khẩu nha anh em. Thì dòng nhớt này được 10W35. Cái 10W này là thể hiện cái nhiệt độ nổ máy, cho nên là ở Việt Nam mình không cần thiết quan tâm đến con số đầu này, không bao giờ nhiệt độ Việt Nam dưới âm 0 độ C. Rồi 10W35, 35 là cái độ loãng của nhớt. Độ loãng của nhớt thì nó sẽ giúp cho cái máy nó vận hành nhẹ hơn và nó trơn tru hơn. Rồi, nó có một cái chế độ là của công ty báo là cái công nghệ là Ultraled. Thì Ultraled Radium thì nó hiểu năm nay như thế này. Anh em dựng xe một khoảng thời gian trong một đêm á, mà cái lượng nhớt nó không có hiện hữu trên cái cam với đầu của anh em, thì nó sẽ hiện hữu một cái lớp màn. Khi anh em nổ máy trong vòng vài giây á, thì cái lớp màn nó sẽ bảo vệ khi nhớt chưa bơm lên tới. Đó. Ví dụ như những dòng nhớt truyền thống thì khi anh em nổ máy vào buổi sáng thì cái độ hao mòn nó sẽ bị có nha, rất có luôn. Cho nên là những anh em cam đôi hay là máy móc, bất kỳ máy nào anh em cứ nổ trong vòng khoảng chừng 1 phút vào buổi sáng rồi hãy đi. Đó là để tránh cái trường hợp là bị hao mòn khi chưa có nhớt bơm hết lên toàn cái phần máy. Mình sẽ quay trực tiếp cái màu nhớt và cái phẩm nhớt cho anh em coi nha. Đây, cái màu nhớt rất là đẹp, vàng nha anh em. Và nó có những cái tinh thể rất là rõ ràng để bảo vệ cho cục máy của anh em. Cái màu vàng của nó rất là đặc trưng, và những cái tinh thể này nè, đó, nó rất là rõ ràng và rất là nhiều nha anh em, để bảo vệ cho cục máy mình nó ổn định và tối đa nhất. Rồi, ok anh em ha, cái màu nhớt nó cực kỳ đẹp, những tinh thể rất là nhiều. Cái phẩm chất của nhớt đây, mình sẽ quay trực tiếp cho anh em vậy. Đó, để dưới nắng hoặc là gọi đèn led đồ kia thì nó sẽ ra những cái tinh thể để bảo vệ cái cục máy cho anh em. Đó. Rồi, ok. Nói chung thì nhớt này mình bán 199.000 re-ship toàn quốc. Số km nó đi được khoảng chừng trên dưới 4.000 cây, nhưng khoảng 3.500 anh em thay là ok. Đó, để đảm bảo cho một cục máy sạch và luôn trơn tru. Cảm ơn anh em ha. Ừ, nhớt này có bán trên Shopee nha anh em, HSK 199.000. Ok, cảm ơn anh em.